Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hôm nay sẽ có sự có mặt của mẹ Minh. Hôm nay mình và mẹ mình sẽ thử hết một mớ bánh nội địa Trung Quốc. Đây, rất là nhiều cái. Hôm nay cô mình đang mua đủ thứ loại bánh cho mình ăn này. Nhìn nó hấp dẫn lắm hết ạ. Bánh này nhìn cũng hấp dẫn này, không biết ăn như thế nào. Đầu tiên mình sẽ thử cái bánh này nghe. Mình sẽ trước tiên là mình sẽ dùng Google dịch để dịch cái chữ trên cái bánh này trước. Nè các bạn có đọc được không? Để mình đọc cho. Bánh cuộn hương vị sữa đậu nành matcha đó. Mình biết được cái vị của nó rồi nha. Bây giờ mình sẽ thử. Nè đây là bánh của mình khi mà mẹ mình đang cắt, các bạn có thấy không? Đó. Mình cắt bánh ra xong rồi nè. Bây giờ mình cắt là con gái mình nó phải cho mình ăn thử coi là nhìn hấp dẫn lắm. Anh nghe cái này là bánh sữa đậu nành matcha theo Google dịch đó. Nó thơm nè. Bơ. Bơ có cả nhìn đậu xanh này. Đậu nành đó, đậu nành. Nó thơm thơm. Ăn có vị đậu nành. Còn cái lớp xanh này là matcha này. Bánh nó là bánh bông lan bình thường nhưng mà nó mềm hơn. Nhưng mà ăn ngon á. Món tiếp theo mình sẽ thử đó là cái bánh này. Để mình dịch lên coi nó là bánh gì. Đây các bạn thấy đi. Cái này là bánh phô mai. Nó dịch này, bánh phô mai chăm sóc dòng chảy. Có nghĩa là cái bánh kiểu phô mai tan chảy á, khi mà mình bổ ra thì phô mai nó sẽ chảy ra, mình đoán như vậy. Để mẹ mình cắt thử ra xem mình, nó có chảy không. Để mình chưa cắt thử là mình biết được cái gì để mình thử. Mẹ mình sẽ cắt thử coi là cái bánh nó có chảy ra như là cái tên của nó hay không. Ờ các bạn thấy không? Nè. Cắt đi mẹ. Này nó có phô mai này, không biết các bạn có thấy được không, nhưng mà nó không có tan chảy, nó không có tan chảy như là cái bì nó ghi. Nè bây giờ mình sẽ thử cái bánh này. Bánh phô mai đây, con này là phô mai nhưng mà nó cũng khô khô, phô mai khô chứ không phải phô mai chảy đâu nha mấy bạn. Thấy nó làm sao? Đúng không? Nó béo béo. Nó béo. Béo giống như là có cái bột phô mai mà mình hay ăn, hay ta lắc phô mai á. Còn cái bánh bông lan thì đặc trưng, mình phải là đặc trưng một những bánh này thì cái bông lan nó sẽ mềm và xốp. Thơm vị phô mai. Ngon. Cái tên nó làm sao thì nó dạy mọi chuyện nó không chảy. À rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử tới bánh này đi. Bánh này có tên là vòng tròn nhỏ của bạn bè, có nghĩa là bánh donut á. Dày trứng. Nó một cái chữ nào đó, nói chung nó là cái bánh trứng donut. Các bạn có thấy cái sự mềm của cái bánh không? Đó. Nó mềm, nó không có phải là bị nhiều bột mà khi mình ăn ở ngoài á. Nè. Bánh này á, nếu mà đúng ra mà mình mua như vậy để mình đi biếu để tặng cho những người già thì cũng rất thích hợp lắm. Tại vì ăn nó mềm mà nó không có bị cái độ cứng đấy, mà nó có vẻ là nó kiết bột hơn là những cái bánh Việt Nam mình, mà ăn nó có gia vị thơm. Nó ví dụ mùi sầu riêng là nó có hẳn mùi sầu riêng luôn đó, mà cái bột của nó thì nó đều giống như là giống nhau hết, nó xốp, chỉ có một cái vị mà nó khác nhau là sầu riêng thì nó khác, một khoai môn thì nó khác không môn đó. Thì mình có thể là mua đi biếu hoặc cho cha mẹ mình ăn sáng. Mình nói đúng á, cái bông lan của nó giống nhau, hầu như là 90% cái phần bánh, cái phần món bánh luôn á. Nó mềm, nó nở, còn nó chỉ khác nhau cái phần nhân phết của thôi. Mà cái donut này nè, đó, nó còn không có đường nữa. Cảm giác như là các bạn ăn một cái bánh bông lan, như là mấy cái bánh solai mình hay ăn ở siêu thị á, nhưng mà nó mềm hơn. Này bây giờ mình sẽ uống một miếng nước ngọt để tay đi những cái vị bánh vừa rồi. Tiếp theo sẽ tới một cái bánh màu cam đó.
gì có vẻ hấp dẫn. Khi mà các bạn order bánh á, thì mình có thể lựa chọn từng vị hoặc là lựa chọn mix vị với nhau. Nên là mình mong là qua cái review này các bạn có thể lựa chọn những cái vị mình ưng ý nha. Nè, mình sẽ cho các bạn xem cái bản dịch của nó. Vì đây là Google dịch nha, nên là nó ghi cái bánh này đó là bánh quốc gia quay suya gì đó, mà nó còn có cả trạng thái giải trí nữa. Mình không biết nó là cái bánh gì, thôi mình có ăn thử đi nhé. Nó béo lắm nè, nó phải như bánh bánh bông lan thường đó, cái dạng như là nó trộn vô giống như cái bột bánh bông lan đó, nhưng mà đầy đủ hết ở trong này, có phô mai này, có mùi thơm 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 phô mai. Bánh này thơm, mềm béo nữa, thấy được cái kết cấu của bánh mềm. So ra thì cái bánh này nó mềm hơn bánh luôn đó. Hồi nãy cái phần mà cam cam ở trên á, có một cái cam cam trên cái bánh đó, nó giống như là cam rồi đó, nó là cái gì đó. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng trang trí là chủ yếu thôi, còn lúc mình ăn vô nó không có khác cái bánh bông lan mình thường là bao nhiêu chứ. Mình chỉ ăn thử nhìn cái đó rồi xem này có trúng vịt muối nữa. Nhìn cái vòng này nè, nhìn cái vòng mà nó làm cái ua trên là có trứng vịt muối. Trứng vịt muối hả? Giống đó nó không. Để mà mình ăn nãy giờ mình không biết nó là trứng vịt muối luôn á. Chắc chỉ là ngon. Nhưng mà nó chỉ được một chút ở trên đầu thôi. Trên đầu đó. Đây nè, là nó chỉ quét một tí ở trên đầu này là uống trứng vịt muối luôn. Ăn thơm lắm. Tiếp theo sẽ là một cái bánh có hình rất là ngầu nè, các bạn thấy không? Như thường lệ thì mình cũng sẽ dịch thôi. Này các bạn có thấy không? Đó. Thì bánh này theo Google dịch nó là bánh mì nướng. Vua bánh mì nướng mùa đông. Chắc có lẽ vì mùa đông nó nhiều nước thì nó mềm á. Cái bánh này có nhân nha các bạn nè. Mà cái vỏ ngoài của bánh nó như bánh sandwich của mình đó, nó mềm. Còn ở trong là nhân gì ta? Cái nĩa của mình đó nè. Mình sẽ chấm cho các bạn xem. Này, các bạn có thấy được không? Nó có cái nhân màu trắng trắng này. Khá thơm, thơm giống như mùi sữa chua á. Cái này trong ngoài bìa á, ngoài bìa thì nó như là bánh sandwich của mình á. Trong đó thì nó có nhân. Nhân này thì nó có sữa chua nè. Rồi dạng như là bột bột khoai á, bột khoai tây á, với sữa chua trộn vào ăn nó kiểu kiểu hòa quyện với bánh thôi. Cái này thì nó ngon. Các bạn có nhớ có một cái đợt mà sốt lên cái bánh sữa chua không? Thì cái bánh này nó y chang như vậy. Mình đoán là cái cách làm của nó giống như những cái thức ăn công thức ở trên mạng á. Nhưng mà thay vì cái kia là bánh sandwich mình gấp đôi lại, mình dịp dịp cũng gấp lại đúng không? Thì cái này là hai miếng sandwich gấp lại thôi. Nè. Mình đấy là bánh sữa chua đã không xa lạ gì với các bạn rồi đúng không? Nên là không review được. Tiếp theo bây giờ mình sẽ thử tới một cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Nhỏ xíu. Này như các bạn đã thấy, nó hơi mờ một chút. Thì trong này là không tìm thấy con mẹ tiếng Trung nào. Mình thì không rành tiếng Trung lắm nên là mình không biết có vấn đề gì với bánh hay không, mà nó lại không dịch ra được bánh hay là bánh gì. Thôi là mình cắt lại đi nha. Mẹ mình đang cắt nó ra. Nó giống như cái bánh dẻo. Có thể nó là bánh mochi á. Mình đoán nó là mochi. Ở ngoài là một lớp mè đen, ở trong là cái nhân gì đó, đậu xanh hay đậu đen gì đấy, để mình thử. Ngoài á là bằng mè đen nè. Ở trong lớp, trong cái mè á là bằng bột nếp. Cái này là bột nếp nè. Trong này thì để mình ăn cái nhân ở trong giữa rồi để đưa cho mấy bạn. Cái này là bánh mochi rồi mọi người ơi. Này. Thường thường những cái bánh này sẽ được bán theo ký á. Nếu như mà các bạn thích ăn những bánh nhỏ như vậy thì một ký nó sẽ nhiều cái hơn là những cái bánh lớn như nãy giờ mình thử. Vì đang rất là thơm, rang giòn. Trong nó bằng đường đen. Cái nhân của nó là đường đen. Đường, đường không rồi mẹ. Đường đen với lại có đó. Đường đen với lại mè cũng mè xay lên, mè xay làm nhân đường đen, mè xay bột. Để mình miêu tả cho nó giống như là nếu mà ai mà không ăn ngọt được thì nó hơi ngọt, mình mới bán kiêng. Nó giống như là bánh mè sẩn
mè sừng ở Nha Trang, ở Huế gì đấy. Nhưng mà thay vì cái lớp mè sừng của mình là nó dẻo dẻo, nó quanh quanh á, thì cái này nó thay được bằng bột nếp chính nó đó. Những cái bánh này chả phù hợp cho bạn nào thích ăn kiêng như nè. Nè, cái bánh cuối cùng trong phần hôm nay sẽ là cái bánh này. Mình đoán được luôn á, cái bánh này sẽ là bánh gì đó liên quan tới Việt Quốc, tại vì cái này trái Việt Quốc nè. Thử luôn nha, thử dịch nha. Một cái bánh bông lan rất thơm, nó thơm mùi như là cái hũ mứt Việt Quốc mà lúc các bạn mua ở ngoài chợ. Thưởng thức. Ồ, hấp dẫn quá mấy bạn. Đây mình sẽ chia cho các bạn xem cái phần bánh này trong đó. Nó là có một cái phần như là cái mứt Việt Quốc, nó đúng là mứt Việt Quốc luôn. Cộng thêm cái lớp bông lan mà nãy giờ mình đã nói mềm mịn và rất là thơm ngoài. Nói chung là mấy bạn nào á mà thích ăn bánh bông lan á, thì trong mấy cái loại bánh này thì là đều cái vỏ ngoài của nó đều là bằng bánh bông lan hết, nhưng mà nó ngon như bánh bông lan thôi, chứ còn xốp như vậy đấy. Còn một trong ví dụ trong giữa của nó là ví dụ Việt Quốc thì nó vẫn có Việt Quốc ở trong đó, làm cái hầm nhân ở trong đó. Còn có một loại á, thì nó ngọt mà nó là bột nếp, thì ai mà không ăn ngọt được á, thì cũng không thích cái loại đó. Vậy thôi, còn đâu là hoàn toàn bằng bánh bông lan hết, là cái vỏ của nó nhưng mà nó béo hơn, mà cái giá tiền thì nói chung là nó cũng không mắc lắm thôi. Và có cái thì bán lẻ lẻ như vậy, có cái thì 10.000 một cái, có cái thì 5.000, thấp nhất là 5.000, còn 10.000 một cái. Vậy đó, thì mình mua ký thì chắc có lẽ nó lợi hơn tí, mà lại hợp cho những người lớn tuổi ăn cơm nước không được thì mình cũng có thể ăn vài bữa vài cái này thì nó cũng đã đỡ rồi, cũng đã có sức khỏe rồi. Mà nó rất mềm đúng không? Ừ. Chứ không có ảnh hưởng gì tới cứng, hoặc là sợ người già sợ bị cứng bị ngái. Vấn đề duy nhất mà mình lo ngại đó là có một số bánh như nãy giờ, cái bánh mochi thì mình lại không quét ra được cái tên của nó, tại mình không biết chữ của nó là gì, nên là mình không biết cài đặt vô quy trình như thế nào. Nhưng mà dù sao dịch nó cũng được. Với lại trong mỗi cái bánh thì nó sẽ có một cái gói chất bảo quản trong từng cái bánh luôn nha. Cộng thêm lúc mình mua thì hạn sử dụng của bánh này là 3 tháng. Ừ, người bán nói với mình là 3 tháng, nên là các bạn cũng có thể yên tâm, nó không có bị hết hạn lâu lắm. Đây, một cái bánh nhỏ đã có một cái gói bao chất bảo quản như vậy, tùy loại như thế này. Vậy là chúng ta kết thúc phần đầu tiên của series review đồ ăn nội địa Trung. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và có thể mình có thể review cho các bạn nhiều loại đồ ăn hơn nữa nha. Nếu như mà hôm nay cho mẹ lựa thì mẹ thích nhất là bánh nào? Nói chung là cho mẹ lựa thì thích nhất là cái bánh trứng muối ạ. Bánh bông lan trứng muối ạ, mà nó thơm nhất. Bông lan trứng muối phải ăn hết rồi. Nhưng mà trong này thì không có còn bông lan trứng muối đâu các bạn. Là nó có, nói chung là nó cũng là bánh, cũng là cái bột bông lan, nhưng mà cái bột có một đường trứng muối ở trên thì mình ăn nó hòa quyện vô thì nó thơm, mà nó đỡ ngán. Nó đỡ ngán nữa, mà ăn có vẻ nó đậm đà hơn. Hey, xin chào mấy bạn nha, mấy bạn ủng hộ cho con gái mình nha. Mình chỉ về view chung với nó cho vui vậy thôi. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt.